Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay ngày 19 tháng 8, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Phòng tối trong rừng, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Samuel nhì chương 22 từ câu 1 đến câu 7 và câu 29 đến câu 30. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Samuel nhì chương 22 từ câu 1 đến câu 7 và câu 29 đến câu 30 bản truyền thống Hiệu Đính. David hát chúc tụng Đức Giê-hô-va bài ca này: trong ngày Đức Giê-hô-va giải cứu vua khỏi tay mọi kẻ thù và khỏi tay Sa-ul. Đức Giê-hô-va là tảng đá, là đồng lũy của tôi và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là tảng đá của tôi, nơi tôi tìm được chỗ ẩn náu, là cái khiên và là sừng cứu rỗi của tôi, là pháo đài và nơi nương náu của tôi. Đấng giải cứu tôi khỏi những kẻ hung bạo. Tôi sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va, đấng đáng được ngợi ca, và tôi sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù. Các lượng sóng của tử thần vây quanh tôi, những dòng thác diệt vong làm tôi kinh hãi. Những dây của âm phủ quấn quanh tôi, bảy tử thần đã bắt lấy tôi. Trong cảnh khốn cùng, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời của tôi. Từ đền thánh Ngài, Ngài nghe tiếng tôi. Tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là ngọn đèn của con. Đức Giê-hô-va sẽ chiếu vào sự tăm tối của con. Nhờ Chúa, con có thể tấn công quân địch. Cậy Đức Chúa Trời, con vượt qua lũy thành. Câu gốc hôm nay được chép trong Samuel nhì chương 22 câu 29. Đức Giê-hô-va sẽ chiếu vào sự tăm tối của con. Quân đội không cho Tony Vaccaro cơ hội làm nhiếp ảnh gia, nhưng điều đó không ngăn cản anh. Giữa những khoảnh khắc nguy hiểm khi phải tránh đạn pháo và những mảnh đạn rơi như mưa từ trên cây xuống, anh vẫn chụp ảnh. Sau đó, khi các bạn của anh đang ngủ, anh dùng mũ bảo hộ của họ để trộn các chất hóa học tráng phim của mình. Khu rừng ban đêm trở thành căn phòng tối, nơi Vaccaro tạo ra một kỷ lục vượt thời gian về trận chiến rừng Hodgen trong Thế chiến thứ hai. Vua David đã trải qua nhiều trận chiến và thời kỳ đen tối. Samuel nhì chương 22 chép: Đức Giê-hô-va giải cứu vua khỏi tay mọi kẻ thù và khỏi tay Sa-ul. David đã dùng những kinh nghiệm đó làm tư liệu để ghi lại sự thành tín của Đức Chúa Trời. Ông viết: các lượng sóng của tử thần vây quanh tôi, những dòng thác diệt vong làm tôi sợ hãi. David nhanh chóng chuyển từ tuyệt vọng sang hy vọng. Trong cảnh khốn cùng, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ông hồi tưởng: từ đền thánh, Ngài nghe tiếng tôi. David kiên định ca ngợi Chúa vì sự giúp đỡ không ngừng của Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ chiếu vào sự tăm tối của con. Ông nói: nhờ Chúa, con có thể tấn công quân địch. Cậy Đức Chúa Trời, con vượt qua lũy thành. David đã biến những khó khăn của mình thành cơ hội để nói với cả thế giới về Đức Chúa Trời thành tín của ông. Chúng ta có thể noi theo gương ông, suy cho cùng, chúng ta trông cậy vào đấng biến bóng tối thành ánh sáng. Khi nào bạn cảm thấy tuyệt vọng nhất, bạn sẽ nói với người khác như thế nào về sự thành tín Chúa dành cho bạn vào lúc đó? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra nhiều cách Chúa bảo vệ và giúp đỡ con, đặc biệt là trong hoàn cảnh đen tối nhất. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa.
nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.